Xin chào mọi người. Lời đầu tiên, chân thành cảm ơn Trần Ngọc Đại, hội viên Rất Zalo cũng như là Rất YouTube sáng nay mới chuyển khoản ủng hộ tớ. Cảm ơn Trần Ngọc Đại rất nhiều. Đệ nhất phế vật kiếm tông tập 134. Sau khi giải quyết vấn đề ý cảnh cùng cảnh giới, Dư Vọng liền bắt đầu chuyên tâm từ sáng tạo kiếm kỹ. Kỳ thực không phải nói là từ sáng tạo kiếm kỹ, chỉ là đem kiếm ý, huyền khí tự sắc, u minh khí hỏa ba thứ này kết hợp như thế nào tốt hơn mà thôi. Ba loại này bất cứ thứ nào cũng đều cực kỳ sắc bén, nên chỉ có thể kết hợp lại thật tốt. Dư Vọng có tự tin kiếm kỹ này tuyệt đối không hề yếu hơn thiên giai trung phẩm, thậm chí còn có thể so với thiên giai thượng phẩm. Kiếm kỹ với kiếm khí đơn thuần có u minh quý hỏa dung nhập vào phía trên, điều này quá mức đơn điệu, quy lực cũng có giới hạn. Rất nhanh, Dư Vọng đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, ánh mắt chợt sáng lên. U minh quý hỏa đã thấy dung nhập vào trên kiếm khí cùng huyền kiếm, đó có phải là có thể dung nhập vào trên kiếm trận hay không? Người đến liền làm. Dư Vọng đứng lên, bàn tay khẽ động, hai hộp kiếm xuất hiện trong tay. Tâm niệm khẽ động, 36 bích hồn kiếm vốn dĩ bên trong hộp kiếm kia lập tức bay vào trong hộp vô cực kiếm. Hơi do dự một chút, Dư Vọng ngón tay khẽ nhúc nhích, tại trong nạp giới của hắn lại bay ra mấy chục bích hình kiếm dung nhập vào trong hộp vô cực kiếm kia. Kể từ lúc này, trong hộp vô cực kiếm chính là có hơn 200 chuôi huyền kiếm địa giai thượng phẩm. Dư Vọng tâm niệm khẽ động, 200 chuôi huyền kiếm địa giai thượng phẩm từ trong hộp vô cực kiếm này hóa thành 200 đạo kiếm quang tự sắc phóng lên tận trời, tại không trung tạo thành một kiếm trận hình tròn. Nhìn xem kiếm trận trên bầu trời kia, Dư Vọng hít sâu một hơi, sau đó bàn tay mở ra, một tiếng vang nhỏ, u minh quỷ hỏa xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Dư Vọng cầm ngón tay búng ra, u minh quỷ hỏa kia lập tức hóa thành một luồng hỏa quang tiến vào bên trong kiếm trận, lập tức oanh một tiếng nổ bạo liệt vang lên, hóa thành vô số tia lửa dung nhập vào phía trên những huyền kiếm kia. Đây là một công việc cực kỳ gian nan, bởi vì Dư Phong không chỉ phải khống chế những kiếm trận kia mà còn phải khống chế u minh quỷ hỏa này dung nhập vào phía trên những huyền kiếm kia. Đây là việc cực kỳ hao phí tâm thần, vén vẹn không đến mấy hơi thở, trên trán Dư Phong đã hiện ra mồ hôi lạnh, mà lại sắc mặt cũng dần dần trở nên trắng bệch. Chẳng qua hắn vẫn không chịu từ bỏ, đã không có thế lực chống lưng, không có tông môn, không có huyền kỹ, và tam điện tự sáng tạo huyền kỹ, cái thế đạo này không có tông môn chẳng lẽ không thể sống được sao? Dư Phong hắn không tin điều tạm bị này. Tại dưới sự khống chế của Dư Phong, u minh quỷ hỏa kia sau khi hóa thành vô số tia lửa cũng dần dần dung nhập vào phía trên những huyền kiếm. Phạm là huyền kiếm bị u minh quỷ hỏa nhập vào đều là từ màu tím nhạt biến thành màu đỏ tím, đồng thời bắt đầu rung động kịch liệt, phảng phất như bên trong có thứ gì đó muốn xông ra. Dần dần 200 bích huyền kiếm trên bầu trời kia đều biến thành màu đỏ tím. Chỉ là Dư Phong lúc này sắc mặt lại là tái nhợt, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, trong mắt càng là tràn đầy vẻ mệt mỏi. Trên bầu trời một đạo âm thanh nổ tung truyền đến, lập tức tia lửa từ bên trong 200 thanh kiếm kia đột nhiên nổ tung bắn ra. Tiếp đó 200 bích huyền kiếm từ không trung phiêu tán rơi xuống, mà Dư Phong thì bệt mông ngồi trên mặt đất há lớn miệng từng ngụm thở hổn hển. Chuyện này còn mẹ nó quá tiêu hao tâm lực, Dư Phong khó chịu mắng một câu. Khống chế huyền kiếm đây đã là một chuyện cực kỳ tiêu hao tâm lực, lại càng thêm phải khống chế u minh quỷ hỏa, hơn nữa còn phải đem u minh quỷ hỏa phân giải thành 200 tia dung nhập vào phía trên những huyền kiếm kia. Cứ như vậy hắn không chỉ phải muốn tại trong lúc khống chế 200 bích huyền kiếm, hơn nữa còn phải khống chế 200 tia u minh quỷ hỏa này. Việc này có thể không tiêu hao tâm lực được sao? Chẳng qua hắn sẽ từ bỏ hay sao? Đáp án đương nhiên là sẽ không. Sắc y ngồi tại nguyên chỗ hấp thu gần 100 viên đá năng lượng, Dư Phong bắt đầu một lần nữa. Một lần là một lần thất bại, Dư Phong một lần là một lần bắt đầu lại từ đầu, cứ lòng vòng lặp đi lặp lại như vậy. Sáng tạo ra một loại huyền kỹ này là một công việc cực kỳ buồn tẻ, là nhàm chán. Trước mỗi lần bị thất bại để khiến cho sắc mặt Dư Phong tái nhợt, tâm thần bị hao tổn. Trước mỗi lần thất bại, đây là một lần nghiện lòng người.
Bởi vì muốn đồng thời khống chế 200 bất hùng kiếm cùng 200 tia u minh kiếm hỏa, tự hồ thực sự không có khả năng làm được. Chỉ có điều Diệp Phong vẫn không hề muốn từ bỏ. Năm đó, hắn từ đệ tử ngoại môn bị giáng thành đệ tử tạp dịch. Trong thể một tia huyền khí cũng có, nhưng hắn vẫn dựa vào ý chí bản thân mình mà tu luyện luyện thể quyết đâu đến 3 năm. Trong 3 năm, hắn nhìn qua bao nhiêu lời chế giễu, bao nhiêu sự sỉ nhục vậy chứ, hắn có từ bỏ hay không? So sánh với tất cả những gì đã phải chịu đựng trong 3 năm đó, bây giờ chút đau khổ này thực sự chỉ là trò trẻ con. Cứ như vậy, một ngày tiếp nối một ngày trôi qua. Mỗi ngày Diệp Phong từ buổi sáng luyện tập đến trời tối, sau đó lại từ trời tối luyện tập đến hừng đông. Trong lúc đó đã từng có mấy lần thành công, đương nhiên thành công này không phải nói là kiếm kỹ này đã thành hình, mà là hắn đã thể đem u minh kiếm hỏa hoàn toàn dung nhập vào trên thân những huyền kiếm kia. Thế nhưng là muốn khống chế 200 bất hùng kiếm, bí mật mang theo u minh kiếm hỏa để công kích liền phi thường khó. Nói đơn giản một chút, muốn khống chế 200 bất hùng kiếm, bí mật mang theo u minh kiếm hỏa này, hắn liền nhất định phải nhất tâm tam dục. Dù sao thì khác biệt giữa kiếm trong tay cùng kiếm rời tay là vô cùng to lớn. Trong tay hắn có thể tùy thời đem u minh quỷ hỏa dung nhập vào trên thân kiếm, cũng có thể dễ như trở bàn tay đem nó dung nhập vào phía trên kiếm khí. Nhưng là sau khi kiếm rời tay, hắn liền nhất định phải dựa vào người kiếm thuật, mà người kiếm thuật vừa khống chế huyền kiếm, đồng thời còn phải khống chế u minh quỷ hỏa, hơn nữa còn là 200 tia. Cái độ khó này không cần nói cũng biết. Đến mức sau nửa tháng, Diệp Phong vẫn không thể đem huyền kỹ mới sáng tạo ra. Chẳng qua trong nửa tháng này, Diệp Phong cũng thu hoạch được rất nhiều, đó chính là người kỹ thuật cũng càng lúc càng thuần thục. Không chỉ có người kỹ thuật, đối với việc vận dụng kiếm ý cũng càng ngày càng thuần thục. Thậm chí có thể nói là đạt tới mức độ ý tùy tâm động, chỉ là khả năng tiếp chính là huyền kỹ kia vẫn chưa thành công. Trong nửa tháng qua, hắn chỉ ít thất bại đã mấy vạn lần. Mỗi một lần đều là tại một khắc đang phối hợp u minh kỹ hỏa bám vào huyền kiếm để công kích. Mỗi lần đến giờ phút này, u minh kỹ hỏa cùng huyền kiếm kia liền sẽ tách ra, làm cho hắn phí công nhập sức, điều này khiến hắn vô cùng phiền muộn và xoắn xuýt. Còn có một việc để Diệp Phong rất phiền muộn, đó chính là đá năng lượng tại trong một tháng này đã gần như cạn sạch. Mỗi một lần thôi động kiếm trận cùng u minh kỹ hỏa không chỉ có tiêu hao tâm lực, còn rất tiêu hao huyền khí. Mỗi một lần thất bại liền mang ý nghĩa là hắn phải vận dụng thêm 100 viên đá năng lượng để khôi phục huyền khí. Trong nửa tháng, năng lượng thạch của hắn đã tiêu hao sạch sẽ. Mà bây giờ hắn không thể không vận dụng tới đá năng lượng cực phẩm kia. Đá năng lượng cực phẩm tất cả chỉ có 10 viên. Tại sau khi đưa tặng tiểu quốc tịch 2 viên, hắn hiện tại chỉ còn lại 8 viên. Mỗi khi dùng một viên để hắn phải đau lòng rất lâu. Chẳng qua vẫn còn tốt, hiệu quả của đá năng lượng cực phẩm này đã không để hắn phải thất vọng. Không chỉ lấy tốc độ cực nhanh đem hồ huyền khí trong vòng xoáy lấp đầy, hơn nữa còn có hiệu quả liên tục, bởi vì nuốt một viên đá năng lực cực phẩm có thể kéo dài chừng 5 ngày. Có đá năng lực cực phẩm chèo chống, Diệp Phong lại có thể chuyên tâm để luyện tập kiếm kỹ này. Một tháng sau, trên không trung rừng rậm, một loạt huyền kiếm màu đỏ tím tại không trung không ngừng xoay tròn. Theo huyền kiếm màu đỏ tím không ngừng xoay tròn tại không trung, xung quanh kiếm trận kia, một cổ kiếm ý chết chóc kinh khủng vô hình không ngừng lan tràn ra. Sau khi những kiếm ý chết chóc này rời xa kiếm trận ở một mức độ nào đó, vậy mà lại sẽ lùi trở về bên trong kiếm trận. Không chỉ có như thế, kiếm trận xung quanh còn tản ra luồng hỏa diễm như có như không. Những ngọn lửa này cực kỳ khủng bố, những nơi nó đi qua không khí đã bị thiêu đốt thành hư vô. Mà toàn bộ không gian xung quanh kiếm trận, tại dưới sự khuấy động của kiếm trận thì ở rãnh vặn vẹo méo mó. Ở phía dưới, nhìn xem kiếm trận đang xoay quanh kia, bên trên sắc mặt tái nhợt của Diệp Phong lộ ra một vẻ tàn nhẫn, sau đó bỗng nhiên quát lớn: "Xuống!" Lập tức kiếm trận xoay quanh kia như là thiên cân trụy lạc, nháy mắt ập xuống, dung nhập vào trong rừng rậm. Tựa như thần lôi từ cửu thiêu la xuống, tầm 100 rừng rậm lập tức vang lên một tiếng oanh minh vang vọng khắp cửu thiên. Nháy mắt, một cột khí lãng màu đỏ rực hình tròn từ trong kiếm trận bộc phát ra. Trong chốc lát, lấy kiếm trận làm trung tâm, mấy trăm trượng xung quanh tất cả nháy mắt hóa thành hư vô. Vô số hỏa diễm tràn ngập trên không trung,
phảng phất như tận thế ập tới. Còn Dương Phong thì sao? Tại một khắc kiếm trận kia rơi xuống đất, Dương Phong chính là hiếp mắt, thầm nghĩ hỏng bét. Đang tiếp lúc đó, hắn đã không kịp bỏ trốn, chỉ thấy vội vàng phóng thích ra huyền khí bao phủ, còn các bộ chiến giáp bào tử kim xuất ra hộ thể, sau đó hướng về phía một bên, bạo lướt lao đi. Thế nhưng là vẫn còn chậm một chút, khí lãng kia khuếch tán quá nhanh, nháy mắt để đã đem hắn bao phủ, còn mẹ nó được chứ. Tại khoảnh khắc bị khí lãng đỏ được bao phủ này, Dương Phong nhìn không được sổ một câu nói tục. Lần làm chuyện này có chút đáng trân trọng. Hiện tại hắn chỉ hy vọng uy lực kiếm trận có huyền kiếm cộng thêm u minh kiếm hỏa có nhược điểm. Nếu có nhược điểm thì hắn còn có thể chống cự. Nếu không, Dương Phong hắn có khả năng chính là người đầu tiên của đại lục chết tại trong lúc mình sáng tạo ra huyền kỹ. Hồi lâu sau, vị trí rừng rậm nơi mà Dương Phong tu luyện đã không còn. Không chỉ có như thế, nơi vốn dĩ là mặt đất kia còn xuất hiện một cái hố sâu dài rộng hơn trăm trượng. Với cái gì mà nói là hố sâu chứ? Bởi vì cái hố có chiều sâu gần 10 trượng kia, bùn đất bên trong hố phảng phất như bị nướng chín, hiện ra màu đỏ mà lại còn đang không ngừng hòa tan. Cái hố thì là không ngừng hướng về phía bốn phía khuếch tán lan tràn đi. Đột nhiên một thân ảnh trần trụi từ trong hố nhảy lên, người này dĩ nhiên chính là Dương Phong. Mà Dương Phong lúc này có thể nói là chật vật đến cực điểm, toàn thân đã không còn quần áo, da thịt toàn thân cũng hiện ra màu đỏ phảng phất như là thịt kho tàu. Quan trọng hơn chính là tóc của hắn cũng bị mất không còn một cọng, biến thành một người đầu trọc. Không phải nói là toàn thân hắn một cọng lông đều không có. Không chỉ có như thế, nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện ra làn da toàn thân Dương Phong đã đổi mới toàn bộ, mà lại thân thể của hắn còn đang run rẩy nhẹ nhẹ. Một ngón máu tươi từ trong miệng Dương Phong phun ra. Dương Phong khó quắc ngồi trên mặt đất, quay người nhìn xem hố sâu to lớn kia. Trong mắt Dương Phong hiện ra một tia sợ hãi. Cái hố trước mắt này tất cả là do mình tạo thành hay sao? Mình trâu bò như vậy hay sao? Huyền khí thiên giai chỉ sợ không được như thế này đúng không? Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Phong không khỏi trở nên hưng phấn. Chẳng qua rất nhanh hắn chính là trong lòng một trận hoảng sợ, bởi vì một kích lúc trước kia kém chút liền chính hắn đều bị tạo chết. Đây là tuyệt đối không cường điệu một chút nào. Huyền khí tự sắc bao trùm thân thể hắn, trong nháy mắt chính là bị phá vỡ. Bộ chiến giáp màu tử kim kia thì hơi còn tốt một chút, cũng duy trì được thời gian mấy hơi thở, mới bị khí lãng đỏ rực kia thiêu đốt thành hư vô. Đúng thế, bộ chiến giáp màu tử kim của hắn đã không còn. Điều này khiến Dương Phong đau lòng đến khóe miệng co quắp lại. Tại sao khi bộ chiến giáp màu tử kim kia bị phá hủy, chính là hắn lấy thân thể của mình đến chống cự cơn sóng khí này. Tại một khắc thân xác cùng khí lãng kia tiếp xúc với nhau, Dương Phong có cảm giác phảng phất như đó là thời điểm lúc trước khi bị u minh quỷ hỏa bất ngờ nhập thể. Nỗi đau đớn kịch liệt kia làm cho hắn kém chút đã thét lên. Mặc dù thân xác chống đỡ được cơn sóng khí này, nhưng là hắn vẫn bị trọng thương. Mà lại huyền khí trong cơ thể tại một khắc kiếm trận bộc phát này chính là trực tiếp bị rút đi sạch sẽ. Cả kiếm trận này tiêu hao huyền khí thật sự là quá mức khủng bố, chỉ sợ sẽ là cường giả cảnh giới linh giả ngũ trọng trở lên huyền khí đều không đủ. Mà lại điểm trọng yếu nhất chính là hắn chỉ bị khí lãng của cái kiếm trận này tán phát lan đến gần mà thôi, nên như bị kiếm trận này chính diện đối đầu. Vừa đến chuyện này, Dương Phong chính là kìm lòng không được khẽ run rẩy một chút, lắc đầu. Khóe miệng Dương Phong hiện ra một nụ cười. Mặc dù bị kiếm trận này làm cho chật vật như thế, nhưng hắn trung quy và rất cao hứng. Chứ thật thì huyền kỹ này chính là do hắn sáng tạo ra, trên trời dưới đất chỉ có một mình hắn sử dụng. Kiếm trận này nên gọi tên là kiếm trận gì được đây? Dương Phong thấp giọng thì thào một câu. Nếu kiếm trận đã sáng tạo ra, vậy nên phải có một cái tên mới đúng. Chứ điều gọi là cái gì đây? Chuyện này khiến Dương Phong hơi lúng túng một chút. Hồi lâu sau, ánh mắt Dương Phong sáng bừng lên. Nếu kiếm trận này là từ u minh quỷ hỏa cùng huyền kiếm tạo thành, vậy liền gọi là quỷ hỏa kiếm trận đi. Quỷ hỏa kiếm trận, ha ha, không tệ, ha ha. Nên thầm Dương Phong mang tay khẽ động, hộp kiếm xuất hiện trong tay hắn. Sau đó tâm niệm khẽ động, 200 bất động kiếm dưới lòng đất kia phóng lên tận trời, dung nhập vào bên trong hộp kiếm kia. Thu thập xong hộp kiếm, đang chuẩn bị đem hộp kiếm kia thu vào trong giới chỉ, đột nhiên Dương Phong trên mày cau lại, trong đầu phát ra một ý niệm.
Nếu U Minh Ký Hỏa này có thể dung nhập vào bên trong kiếm trận, vậy cửu U Hành Phong cùng là thiên địa linh vật kia có phải là cũng có thể hay không? Nghĩ đến chuyện này, Di Phong không thể giữ được bình tĩnh. Đúng thế, mặc dù bây giờ đã thu phục cửu U Hành Phong này, nhưng là hắn cho tới bây giờ vẫn chưa vận dụng qua cửu U Hành Phong. Năng lực của cửu U Hành Phong này hắn không biết một tí gì. U Minh Ký Hỏa dung nhập vào bên trong kiếm trận có thể tạo ra biển lửa kiếm khí kinh khủng như vậy, về cửu U Hành Phong kia thì sao chứ? Nó sẽ khiến cho kiếm trận này biến thành cái dạng gì đây? Mặc dù rất bức thiết muốn biết, nhưng Dự Phòng lại như thế cười khổ lắc đầu. Bởi vì hắn hiện tại huyền khí trong cơ thể một chút cũng còn, đừng nói là thôi động kiếm trận, chính là phát ra một đạo kiếm khí để làm không được. Mà lại sau khi thử sử dụng cửu U Hành Phong thì quá trình của nó khẳng định cũng giống như U Minh Ký Hỏa là cực cần tiêu hao huyền khí. Hiện tại đã năng lực của hắn đã tiêu hao sạch sẽ, lấy cái gì để luyện tập được đây? Lần nữa lắc đầu, Dư Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau đó vội vàng lấy ra một khối đá năng lực cực phẩm bắt đầu hấp thu. Tại cổ chiến trường này, hắn phải tùy thời đảm bảo thực lực của mình đầy đủ. Nơi này không thể so với thí luyện thanh minh bản tại nam vực kia, ở đây tùy tiện đưa ra một kẻ đều có thể là thiên tài yêu nghiệt. Thuyền sử dụng cẩn thận có thể chạy được vạn năm, cẩn thận một chút luôn luôn đúng. Sau nửa canh giờ, huyền khí trong thể Dương Phong hoàn toàn khôi phục. Ngay tại lúc huyền khí đầy một khắc này, cánh cửa phía trên huyền khí tử sắc kia đột nhiên mở ra. Điều này khiến trái tim Dương Phong lập tức run lên bật bật. Tại trong ánh mắt khẩn trương, lo lắng bất an của Dương Phong, bên trong cánh cửa kia chậm rãi bay ra một người, rơi vào bên trong huyền khí, cùng Tử Điêu nằm chung một chỗ. Người này không phải là ai khác, chính là Hiếu Thực. Tâm niệm Di Phong khẽ động, đem Vũ Thực dời ra bên ngoài cơ thể, ôm lấy Vũ Thực, nhìn sắc mặt của Vũ Thực vẫn tái nhợt như cũ, hai mắt nhắm nghiền. Di Phong cảm giác trái tim của mình phảng phất như bị cái gì đâm vào, mãnh liệt nhói một cái, rất đau. Bàn tay chậm rãi vuốt ve gương mặt Vũ Thực, nhìn xem mái tóc trắng của Vũ Thực, sắc mặt tái nhợt của nàng, Di Phong lắc đầu thất vọng nói: tại sao phải ngốc như vậy? Nàng có thể rời đi, nàng rõ ràng có thể bỏ đi được mà. Nàng nếu là muốn đi, bắn là ngăn không được. Nàng tại sao phải lưu lại, còn muốn vì ta mà hy sinh tuổi thọ của mình như vậy chứ? Vì cái gì? Cả đời này, ngoài trừ mẫu thân cùng mùi bụi ra, còn chưa hề có người nào vì Dương Phong hắn mà vô tư trả giá như Vũ Thực. Khi còn nhỏ, ở Tà Kiếm Tông bị người khi nhục, chịu đố tình người ấm lạnh, hắn đã hình thành một loại tính cách có thể nói là ích kỷ. Đúng thế, Dương Phong hắn có thể nói là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, người chỉ vì tư lợi. Loại tính cách này làm cho hắn có rất ít bằng hữu, không phải nói cơ bản là không có. Từ khi tiếp xúc với Vũ Thực tới nay, thành thật mà nói, hắn đối với Vũ Thực vẫn mang lòng cảnh giác. Đúng thế, hắn sẽ không dễ dàng đi tin tưởng một người, bởi vì hắn quá rõ ràng lòng người thứ này. Cho dù là hữu hảo chí giao, thậm chí là thân nhân, tại trước mặt lợi ích đều là có khả năng tùy thời phản bội. Thân nhân bằng hữu lại có bao nhiêu người có thể trải qua được khảo nghiệm chứ? Tại trên trán Vũ Thực nhẹ nhàng hôn một cái, Dư Phong thấp giọng nói: nàng yên tâm, lên Bích Lạc xuống Hoàng Tiền, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng. Nói xong, Dư Phong đem Hiếu Thực thu vào bên trong hồn khí tại vòng xoáy đan điền. Nhìn thấy Tử Điêu cùng Hiếu Thực bên trong hồn khí kia, Dư Phong thống khổ nhắm hai mắt lại. Nói tư vị mất đi thân nhân cùng người mình để ý này, Dư Phong hắn phát thệ không cần nếm thử nữa. Vũ Thực vẫn chưa tỉnh lại, liền lại biểu hồn khí này không có cách nào. Chẳng qua vẫn còn tốt, hồn khí có thể bảo trụ thần hồn Vũ Thực, không để thần hồn tiêu tán. Chỉ cần thần hồn vẫn còn, đến lúc nào đó tìm được phương pháp có thể chữa trị sinh cơ, lấy thể để Vũ Thực tiếp tục sống lại. Chỉ là phương pháp gì mới thể chữa trị được sinh cơ đây? Hắn không biết, nhưng là có một người khẳng định sẽ biết, đó chính là Mạc Lão. Người đến chuyện này, Dương Phong không chút cho dự, tâm niệm khẽ động, một cái huyền kiếm lơ lửng tại trước người hắn, thả người nhảy lên, rơi vào phía trên huyền kiếm. Tâm niệm khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang hướng về phía phương hướng nam vực vọt tới. Cái gì mà tiền nông bản, cái gì mà tranh đoạt khí vận, Dương Phong hắn hiện tại không có thời gian đi quan tâm những thứ này. Hiện tại đối với hắn mà nói, làm sao cứu được Vũ Thực mới là quan trọng nhất.